Ok, xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube Cộng đồng CFA99. Thì em là Vũ Viết Anh, môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán VPS. Thì trong buổi video ngày hôm nay, em xin định hướng cho nhà đầu tư, cho quý anh chị về cái vấn đề là hiện tại lãi suất ngân hàng của ta rất là thấp. Thì liệu chúng ta có nên gửi ngân hàng hay là mang đi đầu tư một cái kênh đầu tư nào đó mà nó sinh lời tốt hơn hay không? Đấy chưa? Thì bây giờ về cái vấn đề lãi suất ngân hàng ấy, thì đầu tiên chúng ta phải làm rõ việc là lãi suất ngân hàng hiện tại của chúng ta đang là bao nhiêu phần trăm. Được chưa? Thì anh chị có thể lên Google, anh chị search ra cái bài đó là lãi suất ngân hàng. Đó, 2020 của chúng ta ở thời điểm hiện tại đang là bao nhiêu phần trăm. Thì nếu như mà anh chị mà hay để ý các tin tức mà từ năm 2020 từ đầu năm đến giờ, thì chúng ta có thể thấy được rằng là thời điểm hiện tại thì đã có khá là nhiều lần ngân hàng nhà nước đã đưa ra những cái thông tin về cái việc là giảm lãi suất ngân hàng xuống, được chưa? Và cũng điều đó và cái điều đó đã khiến cho cái lãi suất tiền gửi của chúng ta cũng đã giảm xuống khá là rõ rệt. Và điều này thì chắc chắn là những anh chị nào mà hay gửi tiền ngân hàng thì sẽ biết được rồi, được chưa? Và đây, sau khi anh chị lên mạng truy cập vào cái bảng giá lãi suất ngân hàng thì anh chị có thể thấy được rằng cái bảng giá ngân hàng của chúng ta, đây là tên các ngân hàng này, đó, đây kỳ hạn gửi tiết kiệm tính theo tháng này, là không kỳ hạn, kỳ hạn 1 tháng, kỳ hạn 12 tháng hay kỳ hạn 36 tháng này, lãi suất tính phần trăm theo năm này. Nếu như anh chị gửi tiền tại ngân hàng Agribank với kỳ hạn 1 tháng, 12 tháng với lãi suất tính theo năm thì một năm anh chị chỉ nhận là lãi suất 6,6% một năm thôi. Đấy chưa? Đó. Nếu như anh chị gửi ngân hàng Bắc Á với kỳ hạn 12 tháng thì một năm anh chị sẽ được hưởng lãi suất là 6,8% một năm. Nhá. Và ở đây thì có ngân hàng cao nhất đó là ngân hàng SCB. Thì khi anh chị gửi tại ngân hàng SCB này thì anh chị gửi với kỳ hạn 12 tháng, được chưa? Thì anh chị sẽ được hưởng lãi suất là 7,5% một năm. Như vậy thì lãi suất ngân hàng của chúng ta sẽ dao động ở mức nhỏ nhất là 6% một năm và 7,5% một năm, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là cái mức lãi suất tiền gửi ngân hàng mà chúng ta trung bình mà chúng ta nhận được nó sẽ là bằng khoảng độ là 6,75%. Nó sẽ bằng khoảng độ 6,75% là mức lãi suất trung bình chúng ta gửi ngân hàng với kỳ hạn 12 tháng với lãi suất tính theo năm. Được chưa? Thì chúng ta sẽ được hưởng mức lãi suất trung bình là 6,75% một năm. Vậy thì bây giờ đó chính là cái mức lãi suất ngân hàng. Nhưng anh chị phải biết được rằng là ở những anh chị nào mà hay tìm hiểu về vấn đề tài chính ấy, thì anh chị sẽ biết được vấn đề đó là trong tài chính ấy, thì nó có hai loại lãi suất. Lãi suất thứ nhất là lãi suất danh nghĩa. Lãi suất thứ hai là lãi suất thực tế. Lãi suất danh nghĩa tức là cái lãi suất mà nó ghi trên cái bảng này. Còn lãi suất danh nghĩa, à em xin nói lãi suất danh nghĩa là cái lãi suất mà nó ghi trên cái bảng này. Còn cái lãi suất thực tế nó là cái lãi suất mà sau khi lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi lạm phát. Bởi vì anh chị đều biết được rằng lạm phát đó là gì? Lạm phát đó là cái sự đồng tiền bị mất giá. Bởi vì nếu như anh chị hay để ý đấy, mà thậm chí không cần để ý, chúng ta chỉ cần nhớ lại thì chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là cứ mỗi một năm thì giá cả hàng hóa nó lại tăng lên một chút, thì đó chính là cái lạm phát, đó chính là cái sự đồng tiền bị mất giá. Và nếu như anh chị gửi tiền ngân hàng với một mức lãi suất như này thì mỗi năm anh chị sẽ bị mất đi một phần tiền, đó là do lạm phát đã làm cho giá trị đồng tiền của anh mất giá theo, của anh chị mất giá theo. Vậy thì bây giờ chúng ta đang nhớ lại được rằng như em nói vừa nãy là lãi suất ngân hàng của chúng ta hiện tại trung bình là 6,75% một năm. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu xem là lạm phát năm 2020 của chúng ta đang dự báo là bao nhiêu. Đấy chưa? Nó hiện tại thời điểm em làm video này là ngày 25 tháng 9, và thời gian vừa qua thì em cũng đã đọc qua cái bài báo vào tháng 9 năm 2020 vừa rồi là nó đã đưa ra cái nhận định về vấn đề lạm phát của chúng ta. Thì lát nữa em sẽ để cái link bài báo này đấy chưa ở phần mô tả của video anh chị đang xem, thì anh chị có thể nhấn vào đó, anh chị có thể đọc kỹ hơn cái nội dung bài báo này đấy chưa. Thì sau khi em đọc qua bài báo này thì em đã đọc đến cái phần cuối là cái phần tổng kết của bài báo này, thì nó có nói rằng là từ những phân tích trên, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính dự báo lạm phát trung bình năm 2020 sẽ xoay quanh mức 3,5%, để chợ sai số là 0,5%. Có nghĩa là lạm phát năm nay của chúng ta được dự báo sẽ ở mức trung bình là 3,5%, được chưa? Vừa nãy chúng ta tính ra được cái lãi suất danh nghĩa của chúng ta là 6,75% khi chúng ta gửi ngân hàng, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ trừ cho 3,5% lạm phát thì chúng ta sẽ ra được cái lãi suất thực tế của chúng ta ở thời điểm hiện tại sẽ là 3,25%, được chưa? Như vậy thì trong vòng một năm anh chị gửi ngân hàng sau khi trừ đi lạm phát, sau khi trừ đi sự mất giá đồng tiền,
thì số tiền anh chị nhận được chỉ có 3,25% một năm thôi. Đây thực sự là mức lợi nhuận khi anh chị gửi ngân hàng, thực sự nó rất là thấp. Với cái mức lợi nhuận chỉ có 3,25% một năm, thì với cái mức lợi nhuận thấp như này thì thực sự là nó không để khiến đồng tiền của chúng ta có thể sinh sôi được, được chưa? Nó gần như nó chỉ có thể giúp chúng ta là giữ nguyên được cái giá trị thôi, chứ nó không thể giúp chúng ta tăng nguồn vốn, tăng lượng tiền của chúng ta đang có được. Mà như anh chị đã biết rồi, chúng ta là những con người có ý chí, được chưa, mong muốn được cái tài sản của mình nó luôn tăng lên theo từng ngày, thì chúng ta cần phải biết sử dụng được cái đồng tiền của mình nó một cách linh hoạt, được chưa, biết sử dụng đồng tiền của mình nó ở đúng chỗ, đúng nơi, đúng thời điểm. Và nếu như mà chúng ta gửi tiền ngân hàng ở trong cái giai đoạn hiện tại là mức lãi suất nó rất là thấp, sau khi trừ lạm phát chúng ta chỉ được 3,25% thôi, thì chúng ta nên chọn những cái kênh đầu tư khác mà nó tiềm năng lợi nhuận hơn, được chưa? Thì em xin định hướng cho anh chị cái kênh đầu tư mà chúng ta nên theo, đó là kênh đầu tư chứng khoán. Vậy thì đầu tiên anh chị sẽ đặt câu hỏi là liệu đầu tư chứng khoán có rủi ro hay không? Thì chắc chắn một điều rằng là đã gọi đầu tư thì nó sẽ phải rủi ro, được chưa? Đầu tư chứng khoán nó sẽ rủi ro, nhưng anh chị phải biết được rằng nó rủi ro như thế nào và liệu chúng ta có khả thi kiếm được tiền từ nó hay không, được chưa? Thì bây giờ em sẽ nói qua cho anh chị về chứng khoán. Thì chứng khoán ấy, đầu tiên anh chị phải hiểu được rằng là nó có hai loại. Loại thứ nhất là loại cổ phiếu và loại thứ hai nó là loại chứng khoán phái sinh. Nếu như ở cái đợt dịch Covid bùng nổ ở Việt Nam chúng ta đợt vừa rồi, anh chị lên báo đài ấy, anh chị hay nghe thấy cái tin đó là chứng khoán sập rồi chứng khoán bị giảm điểm mạnh thế này thế nọ thế kia, thì anh chị sẽ thấy được rằng là nếu như những nhà đầu tư nào mà đầu tư chứng khoán trong thời điểm dịch Covid đó thì chúng ta sẽ cháy tài khoản, chúng ta sẽ lỗ tiền. Thì chắc chắn là đúng là như vậy. Nhưng đó là về cái vấn đề gì? Đó là về vấn đề cổ phiếu. Nếu như anh chị chơi cổ phiếu thì khi thị trường xấu, khi thị trường bị tác động bởi Covid thì anh chị mới mất tiền thôi. Còn nếu như khi anh chị chơi chứng khoán phái sinh, nếu như thị trường xấu như đợt dịch Covid vừa rồi thì anh chị vẫn kiếm được tiền, thậm chí anh chị còn kiếm được nhiều hơn khi thị trường đi lên. Thấy chưa? Chứng khoán phái sinh nó khác chứng khoán, nó khác cổ phiếu ở chỗ, thấy chưa? Anh chị thường hay nghe đến chứng khoán ấy thì thường chúng ta sẽ liên tưởng đến cái vấn đề cổ phiếu, tức là nay mua cổ phiếu nào, mai mua cổ phiếu nào, thì đó là cổ phiếu. Cổ phiếu có nghĩa là giống như anh chị đi mua một cái hàng hóa ở ngoài đấy. Ví dụ hôm nay anh chị mua hàng hóa này với giá thấp, ngày mai anh chị bán hàng hóa này với giá cao, thì anh chị sẽ được hưởng phần chênh lệch đó, được chưa? Nếu như mà ngày này hôm nay anh mua chị mua mua cái hàng hóa này với giá thấp mà ngày mai giá hàng hóa nó giảm xuống thì anh chị sẽ lỗ, được chưa? Đấy là nếu như anh chị đầu tư cổ phiếu. Nhưng nếu như anh chị đầu tư chứng khoán phái sinh, ngay cả hàng hóa nó đi lên hay ngay cả hàng hóa nó đi xuống, anh chị vẫn kiếm được tiền với mức lợi nhuận như nhau. Thì bây giờ em sẽ giải thích qua cho anh chị về cái khái niệm về chứng khoán phái sinh, được chưa? Trong video này em sẽ chỉ hướng dẫn qua cho anh chị về cái khái niệm về chứng khoán phái sinh thôi. Thì em sẽ làm một riêng một cái video, được chưa, hướng dẫn về chứng khoán phái sinh làm gì, chứng khoán phái sinh là gì, làm sao để đầu tư chứng khoán phái sinh, để hỗ trợ cho anh chị có thể tìm hiểu cái mảng đầu tư này tốt nhất, được chưa? Thì sau khi làm được cái video về hướng dẫn đầu tư phái sinh thì em sẽ để cái video đó ở phần comment, được chưa, ở phần comment của cái video này đó, thì anh chị có thể mở phần comment này, anh chị có thể thấy được cái link đó. Đây, bây giờ em sẽ nói qua cho anh chị về về vấn đề cổ phiếu nhé, cái kênh đầu tư cổ phiếu này. Ví dụ hôm nay là anh chị mua cổ phiếu này đây này, được chưa? Sau đó anh chị cầm cổ phiếu, anh chị sẽ có lãi trên này này, anh chị chốt lời này, anh chị sẽ được hưởng lãi đi lên này. Còn nếu như mà cổ phiếu mà anh chị mua đây này mà nó đi xuống đây này thì anh chị sẽ lỗ này. Nhưng nếu như anh chị đầu tư phái sinh nó lại khác, nếu như cổ phiếu này nó đi lên này thì anh chị vẫn có lãi, còn nếu như anh chị vào phái sinh ở vùng này này mà nó đi xuống anh chị vẫn sẽ có lãi đó. Thì cụ thể là như sau nhé. Đây, ví dụ em sẽ lấy cho anh chị cái biểu đồ chứng khoán phái sinh, được chưa? Thì đầu tiên ấy thì em sẽ nói qua cho anh chị là một hợp đồng phái sinh nó bao nhiêu tiền và tại sao chúng ta phải lên giao dịch chứng khoán phái sinh thay vì cái việc chúng ta gửi ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Thì về thứ nhất ấy thì chứng khoán phái sinh là chúng ta không cần đầu tư nhiều tiền, chúng ta chỉ cần đầu tư với số vốn rất là thấp, 3 triệu anh chị có thể giao dịch phái sinh được rồi, được chưa? 3 triệu anh chị có thể giao dịch phái sinh được rồi. Và khi anh chị đầu tư phái sinh, tính thanh khoản nó rất là cao. Có nghĩa là anh chị muốn bán là anh chị bán được luôn, anh chị muốn mua là anh chị muốn mua được luôn, tính thanh khoản rất là cao. Đó, vốn thấp, tính thanh khoản cao. Và anh chị có thể kiếm được tiền cả khi thị trường đi xuống. Còn khi anh chị chơi cổ phiếu nhá, thị trường đi xuống là anh chị có xác định là mất tiền rồi. Nhưng khi thị trường đi xuống mà anh chị chơi phái sinh, anh chị vẫn kiếm được tiền bình thường như thị trường đi lên. Đó. Thấy chưa? Đó là ba cái nhá. Thứ nhất là vốn thấp này, thứ hai là tính thanh khoản cao này, thứ ba là kiếm tiền ngay cả khi thị trường đi xuống này.
Đấy chưa? Và thứ tư đó là cái tiềm năng lợi nhuận của phái sinh rất là lớn. Đấy chưa? Đã không có ít những cái trường hợp như ở công ty chứng khoán VPS của em, đã không có ít những cái trường hợp giành giải có thể x được hàng mười mấy lần tài khoản trong vòng một tháng. Đấy chưa? Đương nhiên đó là những con người mà người ta có sự xuất chúng, người ta có khả năng đầu tư tốt. Đấy chưa? Và đối với em hiện tại em đang có một cái room tư vấn đi lệnh phái sinh. Đấy chưa? Và cái room tư vấn đi lệnh phái sinh này thì em xin thưa với anh chị là em sẽ có thống kê lại lỗ hàng ngày trên cái room đi lệnh phái sinh này. Đấy chưa? Và từ tháng 9 đến bây giờ, là từ ngày 1 tháng 9 đến bây giờ, thì đây, từ ngày 1 tháng 9 đến bây giờ là em cũng đã có thống kê bảng lãi lỗ phái sinh. Đó, sẽ có những cái lệnh mà em đi lãi và cũng sẽ có những ngày mà em đi lệnh lỗ. Được chưa? Và trong những ngày lãi lỗ này em cộng trừ vào thì từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 vừa rồi em lãi được 34 điểm. Được chưa? Vậy thì anh chị sẽ hỏi là lãi được với số điểm là 34 điểm thì là được chúng ta được bao nhiêu tiền? Được chưa? Vậy thì em xin thưa với anh chị là một hợp đồng phái sinh thì anh chị bỏ ra số vốn là nhỏ nhất là 3 triệu anh chị có thể mua được hợp đồng rồi. Được chưa? Tức là anh chị nhỏ bỏ ra số vốn 3 triệu là anh chị đã mua được một hợp đồng rồi. Và một hợp đồng phái sinh của nó có trị giá là, em xin lỗi, và một điểm số trên thị trường phái sinh nó có trị giá là 100 nghìn. Được chưa? Một điểm số nó có trị giá là 100 nghìn. Như hiện tại là em tháng này là từ mùng 1 tháng 9 đến bây giờ đến ngày 24 tháng 9, có ngày em lãi 8 điểm, có ngày em lỗ 3 điểm, có ngày em lãi 5 điểm, 6 điểm, 3 điểm. Được chưa? Và sau khi em tổng kết mức lợi nhuận từ ngày 1 tháng 9 đến bây giờ, em tổng kết theo phiên nhé, bởi vì có rất nhiều các room tư vấn đầu tư là nó tư vấn lãi lỗ trong ngày xong, để chuyện người ta lãi lỗ tư vấn lãi lỗ trong ngày xong, mãi đến cuối tháng nó mới tổng kết. Và đối với việc là cuối tháng mới tổng kết, nên thường trong các quá trình là tính điểm nên sẽ có sự là ăn ra. Nhưng đối với cái room tư vấn đầu tư của em này thì khác. Đối với cái room tư vấn đầu tư đi lệnh phái sinh dành cho khách hàng của em thì lãi lỗ em sẽ tính luôn trong ngày và không có cái sự ăn gian một cái điểm nào ở đây, được chưa? Đó, và trong thời gian vừa rồi em đã được 34 điểm. Thì 34 điểm này thì mỗi điểm nó tương ứng là 100.000. 34 điểm có nghĩa là anh chị sẽ lãi được 3 triệu tư. Được chưa? Anh chị sẽ lãi được 3 triệu tư nếu như anh chị mua một hợp đồng. Trong tháng này anh chị lãi 34 điểm nếu như anh chị đi theo lệnh của room của em. Anh chị theo em hướng dẫn anh chị sẽ lãi được 34 điểm. Nếu như anh chị mua một hợp đồng, anh chị sẽ lãi được 3,4 triệu. Bởi vì mỗi một điểm nó là 1 triệu. Còn nếu như anh chị mua 10 hợp đồng thì anh chị sẽ lãi được 34 triệu. Đó, còn nếu như anh chị mua 100 hợp đồng, anh chị sẽ lãi được 340 triệu. Đó, anh chị mua càng nhiều hợp đồng thì anh chị lãi càng nhiều. Vậy thì bây giờ em sẽ quy về một hợp đồng cho dễ anh chị, cho anh chị dễ ở hình dung. Một hợp đồng có trị giá là 3 triệu. Vậy thì tháng vừa rồi từ ngày 1 đến ngày 24 tháng 9 em đã được 34 điểm. Được chưa? Tương ứng là em sẽ lãi được 3,4 triệu. Số vốn em bỏ ra ban đầu là 3 triệu mà em thu lãi được 3,4 triệu từ ngày 1 đến ngày 24 tháng 9. Vậy thì em muốn hỏi anh chị là cái tiềm năng lợi nhuận của phái sinh nó lớn hay không? Nó rất là lớn. Được chưa? Và nó có rủi ro hay không? Thì em xin thưa là nó vẫn rủi ro. Chắc chắn là nó sẽ quá rủi ro. Đó cũng chính là lý do tại sao mà những loại phái sinh em đưa ra sẽ có những ngày em lãi và sẽ có những ngày em lỗ. Nhưng với cái sự dẫn lệnh của room, được chưa? Thì tổng kết lại những ngày lãi nó sẽ bù trừ cho những ngày lỗ, và tổng kết chung lại thì em vẫn luôn dương lãi ở mức 34 điểm từ ngày 1 đến ngày 24 tháng 9, được chưa? Và em xin nhắc lại là những cái lệnh này em dẫn cho room khách hàng của em là em sẽ tính, được chưa? Cuối mỗi ngày em sẽ tổng kết lệnh luôn. Đây, cuối mỗi ngày em sẽ tổng kết lệnh luôn. Đó, không có cái sự ăn gian nào cả. Bởi vì có rất nhiều room là nó hay có cái sự ăn gian điểm, có nghĩa là đi lệnh từng phiên xong mãi đến cuối tháng mới tổng kết, và mỗi lần tổng kết là ăn gian thêm vài điểm. Nó thì nó sẽ có sự chênh lệch rất là nhiều, nhưng ở trên room của em là tổng kết lệnh theo ngày luôn, trung thực, lãi lỗ công khai hết. Nó thì khi anh chị giao dịch phái sinh, được chưa? Thì anh chị sẽ được hưởng cái ưu đãi. Thứ nhất, đó là cái vốn đầu tư anh chị thấp là 3 triệu anh chị có thể đầu tư được rồi. Tiếp theo là tiềm năng lợi nhuận cao. Nếu anh chị đi theo lệnh của room của em thì anh chị có thể x2 tài khoản trong tháng là chuyện bình thường. Như tháng này lãi 34 điểm. 34 điểm này tương ứng là anh chị mua một hợp đồng anh chị lãi 3,4 triệu rồi. Mà một hợp đồng có giá trị là 3 triệu thôi là đã hơn x2 tài khoản rồi. Đó, nhưng gọi x2 tài khoản thôi cho nó lành. Đó, cho nó dễ. Tiếp theo là tính thanh khoản cao, có nghĩa anh chị muốn mua, anh chị mua được luôn, anh chị muốn bán được luôn. Anh chị muốn đổi tiền về tài khoản ngân hàng anh chị đổi được luôn. Tiếp theo là anh chị có thể kiếm tiền ngay cả khi thị trường đi xuống. Anh chị mà đầu tư cổ phiếu nhá, giai đoạn này thị trường đi xuống là anh chị chết chắc luôn. Nhưng khi anh chị đầu tư phái sinh nhá, thấy chưa? Rồi ví dụ là giai đoạn này anh chị thấy được là cái tin Covid ra thị trường xấu rồi, anh chị short phái sinh cho em. Đấy chưa? Thì anh chị sẽ kiếm được tiền. Và khi thị trường tạo đáy đi lên, anh chị ấn long phái sinh cho em thì anh chị sẽ kiếm được tiền.
Đó, ván long là gì và sọt phải gì và chứng khoán phái sinh thì cụ thể nó như thế nào, em sẽ làm riêng cho anh chị một cái video nói về chứng khoán phái sinh để anh chị có thể hình dung một cách tốt nhất. Đó, và anh chị nào mà muốn tìm hiểu về cái mảng đầu tư phái sinh này thì em xin mời anh chị liên hệ tới em qua Zalo, số điện thoại ở phần mô tả của video, thì em sẽ gửi cho anh chị cái tài liệu cơ bản hướng dẫn chứng khoán phái sinh nó là cái gì, một hợp đồng phái sinh là bao nhiêu tiền, thì em sẽ gửi cho anh chị cái tài liệu đó để cho anh chị inbox tới em qua Zalo, số điện thoại phần mô tả video em chị, thì em sẽ gửi cho anh chị tài liệu. Và mấy hôm nữa em sẽ làm thêm một cái video nói về chứng khoán phái sinh là gì và em sẽ để ở phần mô tả của video và em sẽ để ở phần comment của video để anh chị có thể nhấn vào đó, anh chị có thể xem được, anh chị có thể tìm hiểu được cái mảng chứng khoán phái sinh là nó đầu tư như thế nào, giao dịch như thế nào, tiềm năng lợi nhuận ra làm sao, được chưa, mở tài khoản giao dịch phái sinh ra làm sao đó, thì anh chị sẽ được biết được cái cách tốt nhất rồi, ok được chưa. Nếu như anh chị nào mà muốn tham gia đầu tư phái sinh mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì anh chị liên hệ tới em nhé, em sẽ gửi tài liệu và em sẽ hướng dẫn anh chị giao dịch luôn, được chưa. À, em sẽ hướng anh chị tìm hiểu trước đó, tìm hiểu trước, chúng ta phải tìm hiểu trước và chúng ta từ từ hãng giao dịch, cái gì mới thì không nên vội, chúng ta phải tìm hiểu từ từ, anh chị liên hệ tới em sẽ hỗ trợ anh chị tìm hiểu cho rồi, ok. Ok, em xin chào quý anh chị ạ.